Vâng, kính thưa đồng bào quý mến, đây là hình khuôn mặt Thiên Chúa Giêsu hiện ra. Cái hình phía bên tay phải, hình lớn này, thì đây là hình màu gốc. Và phía bên này, thì hình tôi làm màu đậm hơn, để cho tùy theo, có người thì thích màu đậm hơn, hoặc là màu đỏ, màu xanh, vân vân và vân vân. Tuy nhiên, có những người thì thích màu nguyên thủy, tức là màu này. Thưa đồng bào thương mến, đây là hình màu gốc, còn đây là hình màu làm đậm hơn. Thì thưa đồng bào, đây là những biểu tượng để nhắc nhở cho nhân loại được biết là Thiên Chúa lúc nào cũng thương chúng ta và quan phòng cho chúng ta được sống. Thế nhưng chúng ta cần phải hiệp nhất với Ngài, phải ở gần Ngài thì mới được bảo vệ. Bởi vì nếu mà chúng ta sống xa Ngài, tức là chối bỏ những gì Ngài dạy dỗ, thì đương nhiên chúng ta sống xa Ngài, tại vì chúng ta bỏ Ngài đi mà. Thành ra xa Ngài, mà khi xa Ngài thì sẽ gặp nhiều tai nạn lắm. Thì đó tùy đồng bào quyết định. Vâng, thưa đồng bào thương mến. Vâng, thưa đồng bào, đây là một trong những cách tốt nhất để phụ giúp Thánh Gióng làm việc cứu nguy nhân loại. Và đương nhiên, chúng ta cùng nhau làm việc cứu nguy dân Việt và nước Việt chúng ta. Kính thưa đồng bào quý mến, đồng bào có thể thỉnh những hình ảnh này ở tại văn phòng của chúng ta trên màn hình. Xin vui lòng gọi trước trước khi đến, hoặc là nếu đồng bào ở On County muốn cần chúng tôi delivery đến tận nhà, thì chúng tôi sẽ đem đến tận nhà cùng với những hình ảnh Thiên Chúa Giêsu, hoặc là những loại kem cần thiết nào mà đồng bào cần dùng. Và thưa đồng bào quý mến, Thánh Gióng cần đồng bào hãy nhiệt tình và phải thành tâm đồng hành cùng Thánh Gióng để chúng ta làm những việc vĩ đại của Cha Trời, Thượng Đế Toàn Năng cùng ông bà Tổ tiên Thánh Thần Phật Thánh Việt chúng ta ban cho. Vì thế đồng bào đừng chậm trễ nữa là kể như là đồng bào sẽ buồn lắm đó, tại vì Thánh Gióng không thể tiếp tục trên đài truyền hình nếu mà đồng bào không phụ giúp Thánh Gióng gấp. Nhớ tuần này nếu mà Thánh Gióng không nhận được tiền đồng bào gửi đến, tức là thỉnh những hình ảnh này hoặc là đóng góp một cách hợp pháp, tức là thỉnh CD hoặc là thỉnh những hình ảnh này, đó là cách tốt nhất để mà phụ giúp Thánh Gióng làm việc. Nếu đồng bào không làm bổn phận của mình thì chương trình của chúng ta sẽ ngưng vô thời hạn, tức là không biết đến lúc nào mới trở lại. Bởi vì sau khi ngưng thì lúc đó Thánh Gióng chỉ làm việc trên Internet mà thôi. Kính thưa đồng bào quý mến,